kiến trúc Akisha, uy tín từ chất lượng, ấn tượng từ thiết kế. Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh Kiến trúc Akisha. Rất vui được gặp lại quý vị trong số phát sóng ngày hôm nay, giới thiệu về các mẫu nhà đẹp tại Kiến trúc Akisha. Akisha, đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam. Trong số ngày hôm nay, Kiến trúc Akisha xin giới thiệu đến các quý vị một mẫu thiết kế mới lạ. Đó chính là mẫu thiết kế quán cà phê 2 tầng mang phong cách Thiện Trung Hải với những đường nét tinh tế mang vẻ đẹp sang trọng, trang nhã đang trở thành trend và được giới trẻ vô cùng yêu thích. Trước khi bắt đầu chiêm ngưỡng mẫu thiết kế này thì quý vị đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh Kiến trúc Akisha để không bỏ lỡ một thiết kế đẹp nào. Quán cà phê theo phong cách Địa Trung Hải tại Phú Thọ được thiết kế trên diện tích đất gần 300m² tại vị trí đắc địa hai mặt tiền. Thiết kế hai tầng có kích thước 18.7m x 10.2m tạo không gian cà phê sân vườn vô cùng sống động và bắt mắt. Màu sắc trang nhã kết hợp với ánh sáng hài hòa, đây chính là một trong những đặc điểm nổi bật giúp cho quán cà phê theo phong cách Địa Trung Hải nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội. Công trình nổi bật với những đường nét rõ ràng, các hình khối chắc chắn. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là chi tiết màu mái ngói đỏ cam được thiết kế tỉ mỉ, công phu, những đường gợn sóng cực kỳ mềm mại. Hệ mái ngói đặc trưng của phong cách Địa Trung Hải vô cùng độc đáo, mang đến sự ấm cúng, hòa quyện với thiên nhiên. Ngay từ không gian bước vào quán, chúng ta có thể thấy được những đường nét Địa Trung Hải rõ ràng. Cổng lớn nặng vòng cung độc đáo tạo điểm nhấn cho công trình. Đặc biệt, việc lựa chọn màu sắc và kiểu thi công từ phần cổng tường rào vô cùng ấn tượng và cả phần sơn ngay tường cũng làm tăng thêm chiều sâu, độ sắc nét cho công trình. Với thiết kế hai mặt tiền thì càng làm tăng thêm tính tiện ích và giúp cho công trình nổi bật trên con phố. Mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới, những công trình mà phong cách này không thể thiếu được khuôn viên sân vườn xanh tươi. Chính vì vậy, các kiến trúc sư Akisha đã bố trí thêm những khoảng không gian xanh. Toàn bộ hệ thống cửa trong quán cà phê Địa Trung Hải này đều được sử dụng chất liệu kính cường lực và khung nhôm Sinta cao cấp. Hệ thống cửa này đã tạo nên một không gian mở kết nối hài hòa không gian bên trong với thiên nhiên bên ngoài. Thường ở các công trình nhà ở, lan can ban công về hình thức sẽ là các con tiện hình lục bình hoặc thiết kế lan can hoa sắc. Tuy nhiên, ở quán cà phê này chúng ta có thể thấy được sự khác biệt trong thiết kế mà Akisha đã tạo nên. Đó chính là hệ lan can với những khối ô vuông cách đều, vừa hài hòa về kiến trúc Địa Trung Hải, vừa giúp cho không gian thoáng đãng và an toàn tuyệt đối. Quán cà phê có diện tích rộng là 250m² trên một mặt sàn với công năng chi tiết như sau. Sảnh chính, sảnh phụ, khu vực quầy bar pha chế, không gian cà phê trong nhà, không gian cà phê ngoài trời, khu vực bếp làm bánh, phòng ngủ nhân viên và khu vực nhà vệ sinh. Bố trí công năng mặt bằng của Akisha đã tận dụng một phần sân vườn để kinh doanh. Bàn ghế ngoài trời có kiểu dáng nhỏ gọn, dễ di chuyển, thêm vào đó là những chiếc ô che nắng tạo bóng râm khi mùa hè đến. Mang sự nổi bật của phong cách Địa Trung Hải với vẻ đẹp phóng khoáng gây ấn tượng mạnh về màu sắc, các gam màu với sắc thái rực rỡ, tràn đầy sức sống, nhưng vẫn hài hòa, dễ chịu, sẵn sàng làm say lòng bất kỳ ai cùng chiêm ngưỡng qua. Nếu các quý vị mong muốn sở hữu cho mình một công trình hoàn mỹ như vậy thì hãy nhấc máy lên và gọi cho Akisha theo số 0966885000 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các quý vị trong số phát sóng tiếp theo.